Hello, xin chào mọi người. Đây, hôm nay thì bữa nay là 22 tây tháng 7 thì cái đám vườn này á hôm bữa mình cắt là 7 tây. Hôm bữa mình cắt 7 tây thì bữa nay 22 là 15 ngày nửa tháng mọi người. Nó thì nửa tháng hiện tại thì bông của mình nó như thế này nha. Đây. Nó bây giờ lá nó ra như thế này đây. Thấy không? Thì bắt đầu mình tính á, thì từ khi mình cắt cành như thế này ha cho tới lúc mà mình thụ phấn á, thì mùa hè nha, mình tính hiện tại thì mùa hè thì tầm 28 ngày thì nó có thể là thụ phấn. Còn chẳng hạn như những bạn mà tháng 8 mà mấy bạn tháng 8 cắt á, thì có thể tầm 30 tới 32 ngày không chừng. Chẳng hạn như những cái nơi của mấy bạn ở như ánh nắng mặt trời nhiều, nắng nóng nhiều đó, thì nó sẽ sớm. Còn thường thường dạng như bên mình thì mùa hè như vậy thì tầm 28 cho tới 30 ngày. Thì hôm nay thì mình xịt thuốc á, thì chủ yếu mình xịt thì thuốc gầy, rồi thuốc bọ chỉ với thuốc hước nhện đỏ. Nhưng hiện tại thì mấy bạn phải chú ý nha, thì hiện tại thì vườn của mình á, thì mình cắt là tầm 15 ngày rồi. Thì mấy bạn phải chú ý là khi mà mấy bạn xịt thuốc nhện đỏ thì mấy bạn phải chú ý là không có được xịt thuốc nóng quá. Thì khi mấy bạn mà xịt thuốc nóng quá là nó sẽ rụng bông nha mọi người. Những thuốc nào mà xịt chung với thuốc nhện đỏ được thì hả để nha. Đó, thì những bạn nào mà xịt không có biết xịt thì phải hỏi công ty. Nếu không thì mấy bạn xịt vô là nó sẽ bị rụng bông nha mọi người. Cái thuốc nhện đỏ nó quan trọng lắm nha. Đây. Đó, hiện giờ thì bông của mình thì nó có bông như thế này. Đó, bông thì thường thường nó phải gai như thế này nha. Đó, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có tỉa nhánh nhiều. Tỉa cái nhánh bông á thì mình còn phải tỉa nữa ha. Thì mình chưa có tỉa, đợi tới khoảng 20 ngày á trước khi mà mình chấm bông á, thụ phấn á thì mình mới tỉa, thì lúc đó mình sẽ chia sẻ thêm với mọi người. Trong hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người là cái đám vườn này của mình á thì có cây con, cây nhỏ, tại vì năm nay cái đám vườn này thì mình mới muốn được năm thứ hai thì nó chưa có được hoàn chỉnh theo cái ý muốn của mình lắm ha. Thì mình hiện tại thì hôm nay mình xịt thuốc á, thì mình có để một cái phần thuốc gọi là thuốc vi lượng với cái thuốc mà gông biển vàng. Gông biển vàng nha mọi người. Chẳng hạn như những bạn nào mà dạng như chưa nghe về gông biển vàng thì mọi người có thể lên Google hoặc là lại tiệm thuốc sâu hỏi cái loại thuốc gông biển vàng. Thì gông biển vàng này thì tại sao mình xịt cái đám này, tại vì cái lá mãng cầu của mình á là cái đám này nó không có đẹp lắm nha mọi người. Nó không có đẹp lắm đó. Nó không có bự mà nó cũng không có đẹp lắm nữa. Thì mình mới xịt cái gông biển vàng này vô để khiến cho kích rễ nữa mọi người. Tại vì mình trong cái đám này mình năm nay thì mình bù rất là nhiều cây con, cây nhỏ. Tại vì có mấy cái cây mà nó bị si cây á, thì mình cũng có mua cây con mình bù vô để cho nó, chẳng hạn như nó chưa có chết thì mình bù sẵn vậy đó. Nó thì mình sợ cũng như là nó chết bất tử á mọi người. Cho nên mình bù sẵn ha. Thì không khi mà trong thời gian mà mình bù sẵn thì mình vẫn kích rễ cho nó, rồi dưỡng lá cho nó luôn. Đó, thì hiện giờ thì mình có, hôm nay thì mình có xịt thêm hai cái phần vi lượng với gông biển vàng vô. Thì vi lượng á thì nó cũng giúp cho cái lá mình nó xanh hơn, nó mạnh hơn. Còn thuộc dạng như gông biển vàng á thì nó có làm cho có dinh dưỡng, rồi thêm có cái vấn đề cũng như là nó kích rễ nữa, rồi nó cũng sẽ khiến cho cái trái mãng cầu của mình đó mọi người ăn nó cũng ngon hơn, thơm hơn nha mọi người. Nó ngon với thơm hơn nữa. Đây thì ông chồng mình ông chạy ông đi pha thêm một thùng nữa nha mọi người. Đó. Thì như cái cây này nè mọi người. Đó, cái cây này năm nay nó chết rồi nè. Thì hiện tại thì mình bù vô thêm một cây nữa nè. Đó. Đó, mình bù vô. Mình trồng cây con nha. Đó, giờ hiện giờ thì nó lớn gì nè. Cái cây này thì cây con mình mua chứ không có phải là mình ghép, mình mua cây của người ta nha. Đó, mình mua cây xong cái mình cột luôn gì nè. Tại vì nhiều lúc
cắt cỏ cắt hay trúng cái gốc lắm, cái gốc cây nó bị nhừ á, mình không có thích, cho nên mình lấy cái này cái mình bó gì luôn nè. Nhiều lúc cái cọng dây mà cắt trúng thì nó trúng cái bo ở ngoài thôi chứ nó không có trúng với cái rễ. Này cái này là mình ha, thì mình làm gì luôn nè, cái mình lấy cái bao á, mấy cái bao mục á, lấy bao mà phân á, mình đẩy cái gốc nó luôn. Nhưng cái loại bao này là loại bao mục nha mọi người, cái bao này đụng với ánh nắng mặt trời lâu ngày cái nó bị mục, chứ không có phải cái loại bao mà chống nước nha. Có một cái loại bao chống nước thì mấy bạn không nên đậy, mấy bạn đậy thì mấy bạn nhiều lúc gãy phân nó không có xuống, nước mưa nó cũng không có xuống luôn, nó sẽ đắt ở dưới nó còn khô. Còn cái loại bao này là bao bao nước nó vô được, cái mọi người dưới nó dễ mục lắm. Mình cho mọi người xem cái cây bông của này dưới mình đây nè. Này thì thường thường á thì mình có chia sẻ với mọi người ở bên trong là chừa cái mắt chết trong đây nè nó, nhưng mà mình cắt ra tới đây thì nó có ra ba mắt nè mọi người nè, mấy bạn thấy ra ba mắt ha. Thì mình chỉ có lấy hai mắt này thôi, cái này mình bỏ nha mọi người, cái này là nó không có cái đọt, nó không có đọt thì mình sẽ bỏ. Nhưng hiện tại thì mấy bạn đừng có lặt sớm quá, khi mà để chừng nào mà cho nó phát triển tầm 20 ngày mấy bạn hãy ra mấy bạn lặt. Thì tầm 20 ngày thì mình cũng sẽ ra, mình sẽ lặt bỏ, mình phải tiễn đi, mình sẽ tiễn bớt một mớ mầm không cần thiết, mình cũng sẽ tiễn bỏ nó, mình sẽ tiễn bỏ nó. Thì những cái nhánh mà mình cắt á, lúc nào nó cũng, mấy bạn nên chừa nó ra được như thế này là ok nè. Mấy bạn thấy bông na dưới nó rất là nhiều bông, cho nên mấy bạn không cần phải kích bông nha mọi người, mấy bạn không cần phải bỏ công mà mua thuốc kích bông. Cái na dứa này là bông rất là nhiều. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình thì mình không có lấy na dứa chấm na dứa, mình lấy phấn na ta mình chấm cho cây na dứa, cho nên mình không có kích bông na dứa. Nhưng mà mình sẽ đợi vào vụ thứ hai mình sẽ kích bông. Vụ thứ hai chẳng hạn như mà nắng nó ít á, nắng ít mình thấy cũng như là mưa nhiều rồi, nắng nó ít không có đủ vi lượng cho cây thì mình nhất định sẽ kích bông. Còn chẳng hạn bắt đầu tháng 8 á, tháng 8 mà nó thấy mà thời tiết nó điều hòa thì mình cũng không cần bích kích bông. Tại vì mỗi một cái cây mãng cầu như thế này á, một đợt á thì mình cần tầm 30 trái. Tầm 30 trái thôi chứ mình không có cần nhiều. Dạng như những cái cây nhỏ thì mình cũng có cần từ 20 trái hoặc là 25 trái không chừng. Thì mình không có cần nhiều bông, cho nên mình không có kích bông. Đó. Thì cũng có bạn hỏi mình là ủa sao thấy bông của mình nó ít quá. Mình không có cần bông nhiều nha mọi người. Mình không có lấy bông na dứa chấm cho cây na dứa thì mình không có cần phải kích. Còn những bạn nào mà dạng như mấy bạn không có bông na bở nè chấm thì mấy bạn nên kích bông cho bông nó ra nhiều, để mấy bạn có thể vừa hái bông còn thêm chấm bông nữa. Nó còn mình thì không cần ha. Đó đây, cái mình cần thì mấy bạn phải cắt nhánh như thế nào mà phải để cho nó ra hai nhánh như thế này. Đó. Hai nhánh như thế này là ok. Thì mình chỉ cần như thế này là ok ha. Hai nhánh như thế này thì có thể là có cơ hội mình chấm được hai bông, hai trái, nhưng mà mình chỉ để lên một trái là ok mọi người à. Ví dụ như cái trái bên đây mình để, hoặc là mình để trên đây. Nó hoặc là mình để trên đây là ok ha. Đây mình cho mọi người xem. Này. Còn thường thường những cái như thế này nè là mình bỏ nha mọi người. Đây mấy cái nhánh ở đây nè. Mấy nhánh thừa này là cái bông này thừa là mình bỏ nè. Thường thường những nó lớn lên tí xíu mình cũng sẽ lặt bỏ. Lớn hơn tí nữa thì mình cũng sẽ lặt bỏ thôi. Này. Đó mọi người thấy nhánh của mình không? Nhánh nào nó cũng sẽ, mình chỉ cần trừ hai nhánh này là ok. Thường thường mình mấy cái nhánh này mình bỏ hết nha mọi người. Nhưng lớn một tí nữa thì mình sẽ tiễn bỏ. Này. Mọi người thấy nhánh của mình nè, nó ra hai nhánh đều gan không? Đó. Mình chỉ cần ra hai nhánh thôi. Tại vì cái mắt ở trong này nè, nhiều lúc nó bị chết mắt nha mọi người, phải nhận biết ra được rồi. Cái mắt ở bên trong nó sẽ bị chết, nó bị chết mắt thì mọi người phải chữa ở ngoài ra. Này. Nó chết mắt nha mọi người, tại vì cái năm nay ở bên mình trời mưa nhiều. Trời mưa rất là nhiều thì nhiều lúc mưa nhiều quá, nó sẽ khiến cho cái đọt na dứa của mình á, cái lá na dứa của mình á, nó sẽ bị bệnh á, chẳng hạn như nó bị bệnh kỹ xét nè, hoặc là nó bị nhện đỏ cắn nè, thì nó sẽ bị chết mắt nha mọi người. Nó chẳng hạn như cái này nữa nè, cái này thuộc dạng là nó bị khuẩn nha mọi người. Nó cái này bị khuẩn nè, thường thường bị nhện đỏ thì phải nhìn ở dưới lá, nhìn ở dưới lá ha. Cái này là thuộc khoảng chấm chấm như thế này thì nó sẽ thuộc dạng như bệnh khuẩn nha mình. Lúc nào mấy bạn cũng nên đeo thuốc khuẩn vô, nên đeo thuốc khuẩn lúc nào cũng phải gửi để vô. Nhưng thuốc khuẩn á, thì mấy bạn phải chú ý có
thuộc dạng một cái loại thuốc khuẩn là không có đuổi được chung với thuốc mà nhện đỏ nha mọi người. Mọi người xịt thuốc thì mọi người nên cẩn thận. Thì có bạn hỏi mình là ủa tại sao mà xịt thuốc xong rồi thấy bông nó rụng hết, thì mấy bạn nên chú ý lại cái xịt thuốc của mọi người nha. Tại vì thuốc sau á là nó có thuốc nghịch, giống như mình uống thuốc vậy đó, có người bị dị ứng, có người không có bị dị ứng đó. Những người không bị dị ứng thì xịt thuốc gì, uống thuốc gì cũng được. Chẳng hạn như cái cây na dứa này nè, khi mà nó có bông như thế này ha, thì mọi người nên cẩn thận xịt thuốc. Có thuốc nhện đỏ nè, dưới có một cái loại thuốc khuẩn là hai loại đó nó chống với nhau, nó không có được để chung. Hoặc là thuốc nhện đỏ mấy bạn cũng không có được để nặng quá. Chẳng hạn như một thùng của mình đi, cái thùng của mình là nó là 500 nước. 500 nước mọi khi mình bỏ thuốc nhện đỏ vô là 250. Nhưng hiện tại có bông như thế này, nó hiện tại thì có bông như thế này ha, là mình để tầm 200 chứ không có được để tới 250 nữa nha. Đó, mấy bạn khi mà mấy bạn phải chú ý khi mà xịt thuốc á, chẳng hạn như là nó trên cây không có bông, không có trái thì có thể để 250, nhưng bây giờ có bông có trái thì khoảng để tầm 200, để tầm trái nó bự lên chẳng hạn như tầm như ngón giò cái hoặc trứng gà đó, thì nó không có còn cái da nó đã già rồi á thì mình không có sợ nữa thì không sao ha. Đó, mấy bạn nên chú ý cái vấn đề xịt thuốc. Nhiều lúc mấy bạn làm xịt thuốc khiến cho bông nó rụng, chứ không có phải là mấy bạn cắt cái nhánh này nè, cắt cái nhánh non quá nó rụng bông, hoặc là nó già quá nó rụng bông. Không có cái rụng bông này nó có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là mưa quá nó rụng, hoặc là nắng quá nó rụng. Thứ ba nữa là mấy bạn xịt sai thuốc nó sẽ bị rụng, cũng như nó bị trúng thuốc nó sẽ bị rụng nha mọi người. Nó chứ mà cái vấn đề mà còn dạng như cắt nhánh mà cái nhánh này non quá nó bị rụng bông, hoặc là nó bự quá nó bị rụng bông, thì nó sẽ không rụng bông. Ví dụ như nó cảm thấy nó không ra bông được là từ đầu nó không có bông luôn, nó chỉ ra lá thôi chứ nó không có ra bông mà để nó ra xong rồi nó rụng. Hoặc là mấy bạn bị mù xương muối á thì nó mới rụng thôi, chứ không có cái vấn đề là nó cái nhánh non mà nó rụng hoặc là nhánh già nó rụng nha mọi người. Nó không ra bông thì là nó từ đầu thì nó chỉ ra lá, nó không ra bông. Nó chứ không có vấn đề là mấy bạn thấy nó có bông rồi sao mà tự nhiên cái nó rụng là chỉ có nắng mưa bất thường, hoặc là mấy bạn xịt thuốc khiến cho cái bông của nó bị rụng thôi. Đó. Thì bông na dứa này thì mình thì không cần kích ha. Thì mấy bạn cắt nhánh tầm 28 tới 30 ngày là chuẩn bị thụ phấn. Là mình nhắc lại nha mọi người, là bông na dứa chấm cho cây na dứa là 6 tháng, tầm 5 tháng rưỡi cho tới 6 tháng thì mấy bạn sẽ thu hoạch. Còn cây na bở, na ta, na dai ha, thì chấm cho cây na dứa này thì tầm 4 tháng rưỡi cho tới 5 tháng thì mấy bạn sẽ thu hoạch. Nó thì tới gần thu hoạch thì nên xem vườn. Tầm 4 tháng rưỡi tới 5 tháng thì mấy bạn thu hoạch. Thấy mấy bạn nhớ cho mình rồi. Thứ hai nữa là mình nói là ngày Tây, mình không có nói ngày âm. Bên mình sử dụng ngày Tây là bắt đầu tháng 7 Tây là bên mình sẽ cắt nhánh. Nó thì mình bán bắt đầu tháng 7, đầu tháng 7 mình cắt đi. Thì khoảng đầu tháng 12 là 5 tháng là bắt đầu thu hoạch. Nó thì mấy bạn, những bạn nào mà xài lịch âm á thì mấy bạn tự tính nha, chứ mình không có tính. Thật sự thì mấy bạn tự lật lịch ra xem. Tại vì mỗi một người có một cái thói quen xem lịch khác nhau. Chẳng hạn như cái đám vườn này của mấy bạn muốn bán vào thời vụ nào. Nó thì chẳng hạn như tháng 10, tháng đầu tháng 7 cắt là tháng 12 thu hoạch. Thì tháng 12 thu hoạch thì mấy bạn thu hoạch lay rai tập tháng 1 hoặc là giữa tháng giêng đó. Nó khoảng thu tầm 1 tháng mấy nó mới hết. Chứ không phải là bắt đầu 5 tháng vô có cắt cái nó trụi lỗi. Thì khi mấy bạn mà cắt nhánh thì mấy bạn tự kiểm tra cái thời gian mà mấy bạn cắt nhánh như thế nào. Rồi mấy bạn muốn thu hoạch vào tháng nào. Chẳng hạn như bên mình vườn nhiều thì mình sẽ bắt đầu thu hoạch từ tháng 12 cho tới tháng 3 thì mình sẽ ngưng. Thì trong cái thời gian tháng 12 cho tới tháng 3 thì vô thời điểm của cái cây na dứa thì mình thu ngay mùa luôn. Nó mình thu ngay mùa cây na dứa. Thì mấy bạn muốn dạng như có một đám vườn, hai đám vườn, mấy bạn muốn thu ngay Tết hoặc là thu ngay Noel hoặc là thu vào tháng giêng thì tùy mấy bạn tự tính, chứ mình không có tính cái thời gian dùm cho mấy bạn được ha. Mấy bạn muốn thu vào thu hoạch nào thì mấy bạn chỉ nhớ có vấn đề là mình có phấn na ta mình chấm thì 4 tháng rưỡi tới 5 tháng mình thu, còn mình chấm na dứa thì 6 tháng mình thu. Thì mấy bạn tự tính cái thời gian của mấy bạn mà mấy bạn lại cắt nhánh nè. Còn cái dạng như là thụ phấn á thì tầm mùa hè này thì tầm 28 ngày tới 30,
Còn dạng như vào tháng 8 mấy bạn cắt nhánh thì lúc đó là có tới lúc cái thời điểm là mưa nhiều hoặc là vô mùa đông đó, thì hoặc là gió bắc á, thì tầm 30 tới 32 ngày, tới có chừng có thể tới 35 ngày. Thì mấy bạn tự tính cái thời gian đó của mấy bạn, chứ mấy bạn kêu mình tính giùm là mình không có tính nha. Đó, mình không có tính. Đó, mấy bạn tự tính giùm mình nha mọi người. Đây, còn bây giờ là cỏ lên quá chừng luôn. Thì mai mốt mình cũng sẽ quay lại đây cắt cỏ, rồi để chuẩn bị là tầm nửa tháng nữa là mình sẽ chấm bông nha mọi người. Đây, mình cắt nửa tháng rồi bông ra quá chừng nè. Đó, mình không có cần bông nhiều nha. Đây, mình chỉ cần ra như thế này là mình đối với mình là rất là ok đây. Nó mầm nhiều, bông nhiều ha. Nó ra mới có tí tí thôi mọi người à, nó chưa có ra nhiều ha. Cái mấy cái lá này là mình sẽ bỏ hết nè. Sau này nó lớn tí nữa những cái lá này mình bỏ hết nha. Rồi thì mình chia sẻ thì cái clip này mình cũng chia sẻ rất là nhiều và cặn kẽ hơn. Chẳng hạn như những bạn nào mà muốn biết thêm thì bình luận với mình ha, hoặc nhắn tin bên Facebook cho mình thì mình sẽ thấy thì mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người nha. Xin chào mọi người nha.